Diễm Quỳnh xin được mến chào tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì thời gian qua đã đồng hành cùng với tin mới nhất trong những bản tin về tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế và cùng với đó là những biến động về tình hình kinh tế, chính trị và xã hội. Đến với bản tin ngày hôm nay thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng vào nội dung chi tiết để cập nhật những nội dung mới nhất, nóng nhất diễn ra trong vòng 24 giờ qua. Xin mời quý vị. Đập Tam Hiệp chưa vỡ mà Thượng Hải đã biến thành thành phố trên biển. Mưa lớn vẫn đang tiếp diễn ở miền Nam Trung Quốc. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo mưa bão trong 35 ngày liên tiếp. Đập Tam Hiệp xả nước khẩn cấp khiến mực nước sông Dương Tử tăng cao nhanh chóng. Một đoạn video được đăng trên Internet cho thấy Thượng Hải đã trở thành thành phố trên biển. Đường phố biến thành sông hồ và ở một số khu vực nước ngập tới nửa mét. Lái xe giống như đang lái thuyền trên muôn trùng con sóng lớn. Hôm qua, Thượng Hải tiếp tục bị những cơn mưa dữ dội tập kích, lượng mưa trung bình lên tới hơn 80mm. Trong buổi sáng cùng ngày, Đài quan sát khí tượng trung tâm Thượng Hải đã cập nhật tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh thành màu vàng, đồng thời đưa ra cảnh báo màu vàng cho tổ hợp mưa xối xả, gió mạnh, sấm sét, kêu gọi mọi người tăng cường đề phòng. Mưa lớn ở Thượng Hải giống như bầu trời bị thủng vậy, với tay một cái là hứng được cả một chậu nước rửa mặt. Mưa lớn cộng với mực nước trên sông Dương Tử tăng vọt làm mực nước trên sông Hoàng Phố cũng tăng lên nhanh chóng. Hệ thống kiểm soát và thoát nước của Thượng Hải gần như mất hiệu lực nên gây ra ngập lụt khắp thành phố. Một video khác cho thấy quận Từ Hội, một quận trung tâm của Thượng Hải đã bị ngập lụt và đường phố đều biến thành sông. Một số nơi nước ngập đến nửa mét. Theo thông tin chính thức, trận hồng thủy số 1 trên sông Dương Tử đã đi qua đập Tam Hiệp và đang tiến về các thành phố ở hạ lưu. Do đập Tam Hiệp xả lũ để tự bảo vệ nên mực nước ở hạ lưu sông Dương Tử đã tăng vọt. Vũ Hán, Kinh Châu, Ân Thi và nhiều thành phố khác ở tỉnh Hồ Bắc sẽ ngập lụt trong các ngày tiếp theo. Hiện tại, trận hồng thủy số 1 của sông Dương Tử vẫn chưa về đến Thượng Hải. Nhưng có thể dự đoán là Thượng Hải cũng sẽ phải đối mặt với một trận lũ lụt rất nghiêm trọng. Trước đó, trên Internet đã có một cuộc thảo luận sôi nổi rằng năm nay lũ lụt tấn công khiến đập Tam Hiệp nguy cơ trùng trùng. Nếu như con đập bị vỡ, Thượng Hải sẽ trở thành thành phố trên biển. Để cứu vớt thể diện của công trình đập Tam Hiệp, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải xả lũ khẩn cấp để cứu đập, nhưng việc này lại gây ra lũ lụt nghiêm trọng cho người dân ở các thành phố khu vực hạ lưu. Có cư dân mạng phàn nàn, có vẻ như toàn bộ lưu vực sông Dương Tử đã bị lũ lụt nhấn chìm mà không phải do vỡ đập. Các chuyên gia thì bác bỏ tin đồn và nói rằng con đập không có vấn đề gì, vậy thì tốt quá rồi. Nhưng ngay cả khi không có vấn đề gì bị ngập đến nước này thì chính phủ cũng phải đưa ra một lời giải thích rõ ràng. Có cư dân mạng còn chế giễu, lũ không ngập đến Trung Nam Hải là được rồi, đừng làm phiền chủ tịch tập nghỉ ngơi. Đập Tam Hiệp hiện nguyên hình. Trung Quốc còn có 80.000 quả bom hẹn giờ. Miền Nam Trung Quốc hiện mưa to vẫn kéo dài, 304 con sông bị ngập trên mức báo động, 27 tỉnh bị lũ lụt vây khốn. Mực nước của Tam Hiệp vượt quá giới hạn, cảnh báo trên dưới sông Dương Tử có hàng ngàn hồ chứa nước đang sốt ruột muốn xả lũ, không ít nơi bị ngập chìm. Những điều này đã khiến đập Tam Hiệp hiện nguyên hình và có nguy cơ bị sập. Ngoài ra, Trung Quốc còn có ít nhất 80.000 hồ chứa giống như những quả bom hẹn giờ. Từ đầu mùa lũ ở Quý Châu, Trùng Khánh và các khu vực trung hạ lưu của sông Dương Tử liên tiếp hứng chịu các trận mưa lớn. Theo thống kê, cơn mưa liên tục dọc theo toàn bộ sông Dương Tử đã gây ra những thảm họa nghiêm trọng. 27 tỉnh và thành phố đã bị lũ lụt bao vây. Dự kiến mưa lớn sẽ tiếp tục ở khu vực Giang Nam trong những tháng tiếp theo. Mưa lớn ở phía Tây Nam Trung Quốc dội thẳng vào lưu vực sông Dương Tử, gây ra lũ lụt ở nhiều nơi. Ngoài ra, mực nước của đập Tam Hiệp vượt qua giới hạn cảnh báo, khoảng 1.000 hồ chứa ở thượng, trung và hạ lưu của sông Dương Tử xả lũ gấp khiến không ít nơi bị ngập lụt. Tuy nhiên, thông tin khí tượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ gọi là mưa rơi nặng hạt để mô tả đợt thiên tai lũ lụt này. Gần đây, ở thượng nguồn sông Dương Tử có những trận mưa lớn tại Ổ Giang, Mân Giang và Tiểu Giang. Do vậy, lưu lượng chảy vào hồ chứa Tam Hiệp bắt đầu tăng. Vào chiều ngày hôm qua, lưu lượng chảy vào hồ chứa đạt 40.000 mét khối trên giây. Để đối phó với lũ lụt, Cục Kiểm soát lũ sông Dương Tử yêu cầu xả nước hồ chứa Tam Hiệp để điều chỉnh về mức trung bình 35.000 mét khối trên giây. Đập Tam Hiệp đã mở thêm 2 cửa xả để xả lũ.
Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng đập Tam Hiệp thường có thể đối phó với dạng lũ có tần suất thiên niên kỷ, có lưu lượng 98.800 mét khối trên giây. Tuy nhiên, lưu lượng chảy 40.000 mét khối trên giây ở thượng nguồn sông Dương Tử thấp hơn tiêu chuẩn lũ tần suất 10 năm mà trận Hồng Thủy số 1 năm 2021 đã hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử. Trong tháng tới, còn có một đợt lũ mới, càng làm gia tăng nguy cơ cho đập Tam Hiệp. Hiện tại, thượng nguồn và hạ lưu đập Tam Hiệp đang đối mặt với các mối đe dọa lũ lụt nghiêm trọng. Thượng du Tứ Xuyên đã trở thành nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận mưa lớn này. Các đơn vị thủy văn ở Châu Tự Trị, Nga Oa của tỉnh Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Cam Tư đều đã lần lượt đưa ra cảnh báo lũ màu cam. Hơn 210.000 người đã bị ảnh hưởng ở Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên, kiểm soát lũ khẩn cấp màu vàng đã được đưa ra. Đối mặt với tình hình lũ lụt liên tục của thượng nguồn sông Dương Tử, đập Tam Hiệp đã được mở cửa xả lũ, dẫn đến hạ lưu từ Hồ Bắc xuôi dòng xuống Hồ Nam, Giang Tây và Giang Tô liên tiếp gặp nạn. Lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Nghi Xương và Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc ở hạ lưu đập Tam Hiệp. Nghi Xương chỉ cách đập Tam Hiệp hơn 40 km và là trạm đầu tiên ở hạ lưu đập Tam Hiệp. Ngày hôm kia, mưa lớn đã xảy ra tại thành phố Nghi Xương. Lượng nước trong khu vực đô thị rất nghiêm trọng và các phương tiện xe cộ gần như bị nhấn chìm. Sáng nay, Vũ Hán, Hoàng Cương, Kinh Châu, Ân Thi, Tiền Giang và những nơi khác của tỉnh Hồ Bắc đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Vào ngày hôm qua, Đài Quan sát Khí tượng Trung ương đã dự báo rằng các khu vực có lượng mưa lớn trước đó trong 10 ngày tới sẽ lại bị mưa tiếp, chủ yếu ở khu vực phía Tây Nam, Giang Hán, Giang Hoài và phía Bắc Giang Nam. Hiệu ứng mưa chồng chất sẽ gây ra các thảm họa thứ cấp như lũ ống, thảm họa địa chất, làm tăng đáng kể nguy cơ nước dâng cao ở các nhánh sông nhỏ và vừa, gây lũ lụt ở thành thị và nông thôn. Cần phải phòng ngừa đặc biệt. Trung Quốc vẫn còn 80.000 quả bom hẹn giờ. Ông Vương Duy Lạc, một chuyên gia thủy lợi người Trung Quốc sống ở Đức, nói rằng lũ lụt trên toàn Trung Quốc hiện rất nghiêm trọng. Nhưng địa điểm cụ thể, mức độ nghiêm trọng và tình hình về thương vong sẽ không được Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin thông báo. Vì vậy, người dân địa phương đều không có cách nào biết được thông tin thiên tai chân thực của nơi họ ở. Ông Vương tiết lộ rằng đập Tam Hiệp không có khả năng kiểm soát lũ như Đảng Cộng sản Trung Quốc khoe khoang. Đập Tam Hiệp hiện đang phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt với những cơn mưa lớn ở thượng nguồn và trung lưu, cả ở hạ lưu khí hậu cũng cực đoan đang mưa xối xả. Trận lụt ở sông Dương Tử năm 1954 chính vì thế mà đã xảy ra, chỉ cần thượng và hạ lưu đồng thời mưa bão sẽ khiến khả năng phòng lũ được của đập Tam Hiệp hiện nguyên hình. Ông Vương cho rằng do gì xung quanh âu tàu của đập Tam Hiệp là không lạc quan, nếu vỡ đập, khu vực hạ lưu sẽ bị ngập hoàn toàn từ Nghi Xương đến Thượng Hải. Ngoài đập Tam Hiệp, Trung Quốc còn có 80.000 quả bom hẹn giờ. Ông Vương đã viết rằng có hơn 98.000 hồ chứa ở Trung Quốc, hơn 77.000 hồ chứa đã từng có nguy hiểm và hơn 17.000 hiện đang gặp nguy hiểm. Tại cuộc họp giao ban chính sách thường xuyên do Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức, Điền Dĩ Tường, Cục trưởng Cục Phòng chống lụt bão và hạn hán của Bộ Thủy lợi cho biết Trung Quốc có hơn 98.000 đập hồ chứa, trong đó hơn 77.000 đập hồ chứa từng có nguy cơ và hơn 17.000 đập hồ chứa khác đang có nguy hiểm, cần khẩn trương gia cố. Ông Vương phân tích, theo dữ liệu này, có hơn 82.000 đập hồ chứa đã và đang có nguy hiểm, chiếm 84% tổng số đập hồ chứa ở Trung Quốc. Ông Điền Dĩ Đường quy cho một trong những lý do chính khiến các đập hồ chứa này bị nguy hiểm là do hầu hết các đập hồ chứa đều được xây dựng vào những năm 1950 và 1980. Nói cách khác, những đập hồ chứa này đã được sử dụng trong hơn 40 đến 70 năm. Nếu tính theo tuổi thọ trung bình thường của các đập hồ chứa trong 50 năm, các đập hồ chứa này đã kết thúc thời gian sử dụng bình thường hoặc đã quá hạn. Cuộc điều tra và thống kê về đập hồ chứa nguy hiểm được bắt đầu vào năm 1985 khi xảy ra sự kiện vỡ đập Bản Kiều. Vào thời điểm đó, có hơn 70 đập hồ chứa, hai trong số đó là các hồ chứa cỡ trung bình, Bản Kiều và Thạch Mạn Than. Đập Bản Kiều vỡ đã khiến 240.000 người tử vong. Ông Vương nói rằng Trung Quốc đã xây dựng hàng chục hồ chứa trên một con sông. Nếu một cái bị vỡ đập, thì hồ chứa bên dưới cũng vỡ đập theo. Những hồ chứa này giống như một quả bom hẹn giờ, vì vậy những người dân Trung Quốc sống phía dưới hồ chứa rất không an toàn. Ông Vương từng cảm khái nói một câu và được lưu truyền trong giới kỹ thuật Trung Quốc rằng cầu vàng, đường bạc, đập kim cương.
ý rằng lợi nhuận của việc xây dựng một con đập là cao nhất. Xây dựng đập thủy điện cũng đã trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế, nhưng tất cả con đập chắc chắn đều không tránh khỏi việc đã chôn sẵn ở dưới những quả bom hẹn giờ. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi hết chương trình. Quý vị đừng quên để lại phần góp ý của mình ở dưới comment, chúng tôi sẽ nhanh chóng giải đáp cho tất cả quý vị. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh nếu như đây là lần đầu tiên mà quý vị đến với kênh quý vị nhé. Còn bây giờ, Diễm Quỳnh xin được mến chào.